Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình với em Nhân lại ra cánh đồng hôm qua các bạn ơi, để khai thác lại hoa trinh nữ, khai quật mấy em lên. Và hôm nay ra đây thì hai anh em mua ít thịt các bạn ạ, đã ướp sẵn rồi. Trong lúc chờ đợi lửa cháy thì anh em cứ xiên thịt vào đây, nướng dần xong bắt đầu chạy ra kia đào mấy củ kia các bạn ạ. Là về đây là có đồ ăn rồi. Xuyên thử một dây xuyên thịt một dây ấy, đúng không? Xuyên làm sao được để tuột đó. Tuột đúng không? Tuột cái công tuột đó hả? Tuột này chắc tí phải để cây đấy. Một cây hai cây chắc, một cây quá nhỉ. Cây đây này, không để em riêng. Đây. Thưa nó đang chín. Cái bón này là ướp riêng các bạn. Giống như kiểu già cầy đấy. Thưa ra. Em ạ, không cần cần nhất thiết đâu. Than bát ngát, than nhà tự chế. Dạ. Giờ đây không sợ than, không sợ. Đây không sợ than, củi các bạn thấy củi. Bao nhiêu thì bao nhiêu. Đây là thịt ba dọi ướp riềng. Chú ý xiên làm sao mà tí nó chín quá nó rớt mít mít là thì hơi mệt. Đủ chưa? Dạ. Của em đủ chưa? Đúng rồi. Thôi. Hả? Miếng này sợ rớt không này? Thế em sợ rớt không? Không rớt được. Có mỡ đúng không? Không tin được. Rớt là miếng rớt được không? Thế em rớt được không? Không. Em cho giãn ra đi, cho giãn ra đi. Giãn thưa thưa này. Cái gì này cứ để tí mình cho vào giờ xong sao? Giãn được không? Đây này, quan trọng là cho vào giữa là tí cái kia mình để kê mà. Chứ đâu phải là để kiểu đó đâu, một đầu đâu. Cái của em giống như kiểu khó vậy. Được không? Được. Dạ, cho đây, bước vào đây, bước vào đây, bước vào đây. Dạ, có sao cả. Mà nãy nó nóng quá. Em tưởng mà không nóng mà nóng lắm. Đấy nha, thôi để đi. Đây các bạn này. Ủa cái này về phải em phải tỉa chứ. Tỉa chứ. Về tỉa xong mới lại. Tỉa xong là tạo thế chứ. Gai nó sắc phết nhỉ. Tỉa cho nó ổn định xong mới tạo. Gai sắc phết các bạn. Tí mình tỉa lên luôn chứ. Đa phần bọn nó đâu cầm cái này, tí tỉa lên luôn chứ. Cầm cái dao chặt 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 một số cái nhánh ấy chứ. Anh ấy cầm kéo nhỉ. À, như đây à? Ừ. Không, nhưng mà vườn ở dưới nó to sao? Không, dưới nó cũng dễ không nhiều đâu. Mình cũng đào nó khác, bây giờ mình về mình ương đỡ phí. Chật nhà. Vậy hả? Ừ. Thêm cái gốc này to tương đối. Ừ, cái này thấy có đẻ, vẻ đẹp vậy nhỉ? Ra cái tàng đều. Đây các bạn này. Thịt anh em mình đang nướng này các bạn ạ. Dồn vào một cây cho nó nhanh. Thấy nó xèo xèo rồi đấy. Để kệ chú Nhân chú đào cây đi, còn mình đi mình nướng thịt cho đảm bảo, tí nghỉ dài nào rồi ăn luôn các bạn nhé. Thấy mùi thơm của thịt mỡ nó xèo xèo rồi. Rồi đến cái mùi riềng, mình ướp riềng các bạn. Món này cũng khá là ngon. Tí mình chấm nước chấm thần thánh. Chín hết rồi. Không, cái miếng đầu anh ăn càng đâu càng ngon. Chừa lại mấy miếng này đi. Ờ, chừa miếng này, mấy miếng đầu đó, ba miếng đầu đó. Nóng lắm nhỉ. Tí em gạt ra giữa đấy. Thêm đi. Thêm lại còn 2 miếng cho thêm đi. Để nóng ăn nó ngon hơn. Mời các bạn ăn nhá. Ừ. Mấy cái dép ngồi cho hàng một cái đi. Một phát đi. Chia đi.
chín đi. Ăn đi. Ngon lắm rồi. Hả? Thấy béo này. Chín chưa? Chín chưa? Chín rồi nhưng mà cái da nó chưa chưa có sần lên, chưa có đẹp. Được rồi. Hả? Nóng quá. Thậm chí cái nước chấm này không không cần không ngấp gia vị, chấm nước chấm này thôi cũng ngon rồi. Nước chấm thần thánh mà. Nước chấm thần thánh các bạn này. Đây là chẩm chéo kiểu miền Nam. Phê lắm. Ngon phết. Em ngồi bên này. Ngồi bên này. Đây được rồi. Đau dưa anh? Ngon. Là dưa. Bỏ chay, bỏ chay. Thì chấm ngon. Mời các bạn. Vô đi. Hả? Da nó giòn. Giòn không? Giòn ngon lắm. Như heo quay. Như cái này béo quá. Như này to quá. Em ơi. Như này sắt đầu đúng không? Xé ra. Vừa đó. Ăn đi, mạnh đi. Ngon. Có mùi của riềng. Cây tức là một cái miếng thịt như này. Đây, đây, hai cây. Rồi lúc đó mình xoay chở nó dễ hơn. Con này vừa khi có một cây một cái mình xoay cái nó bây hai khi nó chưa chín. Lỏng cái nó trơn. Lỏng nó trơn cái nó chỉ nghiêng một bên không à. Đúng không? Phải hai cây hai đầu như thế này. Ok. Nó hai cắt nhỏ hơn nữa. Đi là đẹp. Có nó khô thịt nữa. Có biết đứa nhỏ thì mình làm khác. Không phải mình tham với tụi nó nhưng mà mình mình làm nhỏ gọn cho nó ăn cho nó dễ. Nhỏ bọn nó thì làm nhỏ đó. Nó không có dơ. Khi mà nướng nó nhanh. Nó cắt ra khoảng. Vẫn bự gì thôi. Vẫn bự như thế này nhưng cái lúc mà mình chín xong á đem ra mình lấy kéo mình cắt. Nhỏ cho ăn, tụi nó ăn. Còn mình thì cứ chừa vài con miếng bự mình muốn cầm nguyên miếng mình cắn cũng vô tư. Em thích cảm giác anh em tụ họp cuối tuần gì đó vui vui đi chơi cái này nè. Đi thôi. Không được. Vui ổn không? Ổn không có hả? Cái nào cần qua nhà em lấy. Bên nhà anh có. Ở đây à? Không khí cũng thoải mái. Chơi thoải mái. Ăn uống nướng thoải mái không phiền hà đến nay. Cuối chơi ăn uống xong là có chỗ nước rửa tay đàng hoàng. Cuối phải mua. Nước trong xanh. Kia phải cuối mua mà nó mất thời gian. Đúng không? Dạ. Sau này các bạn ấy mà không thả bò để đẹp chơi. Rất là nhiều. Em ăn cái tỏi này. Dạ. Tỏi chưa lạnh thôi. Anh thời gian bờ kiểu Covid anh ăn tỏi. Tỏi kẹp vào không ngán. Tỏi xả thì nó tốt. Mấy cái nói chung mấy củ củ nào ăn cũng tốt. Mà nó chấm này em cảm thấy hợp không đấy? Họ chứ em thích muối tiêu, muối ớt chanh mà. Cho nó hết ra đây nha. Chấm pha cho nó hết. Vậy là mới áp phê. Anh em ăn hết hũ muối này cũng mạnh á. Ngẹp mà. Ngẹp ở đâu các bạn ạ? Mạnh á, em nói em nó là mạnh á, ăn mạnh đấy chứ. Ăn mạnh á? Ăn muối mạnh đấy. Còn muối không kết. Ý mình không ăn muối không được. Thiếu. Cắt hai cái kia chưa? Cắt mấy cái kia chưa? Cắt gì? Cắt rồi. Dạ. Ăn chị cú. Chào giờ tỏi đi tỏi mà tôi biết sơ. Mình ăn tỏi ăn tỏi không thì khó chứ tỏi đã qua cái này rồi thì ok ngon hết. Có chanh vô nó chích mẹ. Ừ.
ngon không bà? Bây giờ chắc ăn cơm bao nhiêu? Hả? Bây giờ ăn cơm không ngồi quá. Thế à? Anh em tập bằng ăn là ngán. Vừa ăn đó. Mua thêm nữa là ngán. Như đây là vừa hai năm, hai năm. Ăn tập này là vừa đủ. Lúc ăn.